Chào các bác nông dân, hôm nay em muốn chia sẻ với các bác một loại thuốc cực kỳ hữu ích để bảo vệ mùa màng khỏi sâu bọ phá hoại, đó chính là Chief Hydrum 60 AC ATT. Vậy điều gì làm Chief 260 AC ATT trở nên đặc biệt? Loại thuốc này có hai thành phần chính là Bifenthrin và Chlorpyrifos, đều là những hoạt chất mạnh mẽ giúp tiêu diệt sâu bọ rất hiệu quả. Không chỉ vậy, thuốc còn có tác dụng kéo dài, giúp cây trồng được bảo vệ lâu hơn. Sử dụng Chief 260 AC ATT cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó phun đều lên cây là được. Nhớ là nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất nhé. Và quan trọng là các bác phải che chắn cẩn thận khi phun thuốc để tránh tiếp xúc trực tiếp ạ. Thêm một điểm cộng nữa là Chief 260 AC ATT rất an toàn cho cây trồng khi sử dụng đúng liều lượng. Không những thế, sản phẩm này còn thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm đất và nước đâu ạ. Em thật lòng khuyên các bác hãy thử Chief 260 AC ATT để thấy được hiệu quả của nó. Rất nhiều bác nông dân đã tin dùng và đánh giá cao sản phẩm này rồi đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Để tìm hiểu thêm thông tin và mua sản phẩm, các bác nhớ truy cập zrplant.vn nhé. Chúc các bác có một mùa vụ bội thu, cây cối luôn khỏe mạnh. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.